Rồi, đến mùa hè rồi các bạn sẽ rất là muốn được diện những bộ bikini xinh đẹp hay diện những cái bộ váy rất là đẹp. Và đây là bài tập giúp bạn làm mỏng cơ bụng dưới nha. Nhớ nha, làm mỏng cơ bụng dưới, bởi vì tôi chắc chắn là bụng dưới của các bạn đang rất là dày. Mỡ. Rồi, bài đầu tiên, chúng ta có 5 bài tập. Bài đầu tiên là quăng tạ đơn lên cao như thế này. Đứng, mở rộng chân xuống, quăng lên, hơi nhón chân một chút nha. Rồi, bài thứ hai chúng ta sẽ nhảy jumping jack 5 cái và sau đó bật nhảy lên. 1, 2, 3, 4, 5. Lên một xíu. 1, 2, 3, 4, 5. Nhảy lên một chút ha. Rồi, đến với bài 3. Các bạn sẽ cầm một tạ đơn, bước xéo về sau. Cầm một tạ đơn như thế này, bước xéo về sau, luân phiên nhúng xuống liên tục. Rồi, bài 4, chạy nâng cao gối tại chỗ, tốc độ thật là nhanh. Bài 5, các bạn sẽ đẩy cao một tạ đơn và bắt đầu squat xuống, giữ, mở rộng chân, squat nhúng xuống nha. Rồi, chuẩn bị, tập trung. 5. Bài đầu tiên, quăng tạ đơn lên cao, em giữ cái phần chân mở rộng ra như vậy ha. Và chuẩn bị quăng cái tạ đơn lên cao nha. Rồi, hạ người xuống. Chuẩn bị, quăng tạ đơn lên cao. 3, 2, 1, vào. Đúng rồi, chính xác. Đó, như vậy đó. Tốt. Tốt. Đưa thẳng lên cao xíu nữa em. Ừ. Đó, cứ thế. Tốt, đó, cứ vậy đó. Đây là một trong những bài tập giúp các bạn làm mỏng phần eo rất là tốt. Cố gắng hít thở đều nha. Xuống, hít vào, lên, thở ra. Cơ bụng của các bạn nó sẽ tham gia vô bài tập này rất nhiều. Nên các bạn cố gắng lúc xuống các bạn cảm nhận cái lực co của cơ bụng. Và khi quăng lên cảm nhận cơ bụng giãn hết ra, lựa chọn mức tập phù hợp. Ngưng, thả tạ xuống. Rồi, để phía sau đi em, để phía sau đi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ em nhảy jumping jack 5 cái. Sau đó em đứng tại chỗ, em bật nhảy lên. 3, 2, 1, vào. Đếm nha, 2, 3, 4, 5, rồi nhảy lên. Tốt, rồi tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, nhảy lên. Tốt, rồi các bạn lưu ý ở bài tập này là các bạn đáp mật nhẹ nhàng với cái mũi chân của các bạn nha. Bởi vì nếu mà các bạn không đáp mật nhẹ nhàng với cái mũi chân thì các bạn sẽ rất khó để mà các bạn có thể tập đều, tập hết cái bài tập này. Nhớ nha, đáp mật nhẹ nhàng bằng cái phần mũi chân của các bạn ha. Rồi, giữ đều cái hơi, hít thở đều. Khi mà chuẩn bị dậm nhảy á thì hít một hơi sau, đó, bật lên, đó, như vậy đó. Những bài tập này sẽ giúp cho các bạn làm mỏng cái phần cơ bụng dưới của các bạn rất là nhiều. Ngưng. Rồi, bài tiếp theo em sẽ cầm tạ đơn, bước lùi về sau, bước xéo chân để tập vô cái phần cơ mông nha. Đó, giữ cái tạ trước ngực như vậy. Chuẩn bị, bước xéo cái tầm chân ngắn thôi. 2, 1, xuống. Ừ, đúng rồi, chính xác. Đó, xéo xuống như thế, rất là tốt. Tốt. Đúng rồi đó, bước xéo xuống như vậy. Đó, nhúng cái chân xéo xuống, chính xác. Xuống, hít vào, lên, thở ra nha các bạn. Các bạn lưu ý một điều cực kỳ quan trọng ở cái bài tập này là cái chân ở phía sau của các bạn. Các bạn cố gắng các bạn bẻ cái mũi chân lên nha. Tại vì khi mà các bạn bẻ cái mũi chân lên thì cái lực các bạn xuống các bạn mới tải đều thăng bằng, để nó tác động vô cái phần cơ mông của các bạn rất là nhiều. Nhớ, gồng bụng, giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, giữ thăng bằng, lựa chọn mức tạ phù hợp, rồi xuống tạ. Rồi, để phía sau đi em. Rồi, tới cái bài tiếp theo mới khó nè. Bài tiếp theo là một bài thử thách thể lực để các bạn giảm mỡ bụng dưới rất là nhiều. Chạy nâng cao gối tại chỗ, đánh tay, 2, 1, vô. Đúng rồi, kéo gối cao lên em. Khi mà các bạn tập cái bài tập này, các bạn cố gắng đáp bật bằng cái mũi chân, kiểm soát thật là tốt thì các bạn sẽ giảm mỡ rất tốt nha. Nhớ, cố gắng lên. Hít thở đều, xuống, hít vào, lên, thở ra.
Đó, các bạn có cảm, các bạn có thấy là cái phần bụng của các bạn đã được làm mỏng chưa? Những bài tập thể lực như thế này sẽ giúp các bạn làm mỏng cái phần cơ bụng dưới của các bạn rất là tốt. Ngừng. Hít thở. Hít thở. Hít thở. Hít thở nha. Hít thở. Rồi. Chuẩn bị. Bài tiếp theo em sẽ cầm tạ đơn đẩy cao lên và mở rộng chân squat xuống. Vô. Đúng rồi, đó. Rồi, các bạn nhớ một điều là ở cái bài squat, khi các bạn đẩy cao, cầm một tạ đơn đẩy cao, các bạn nhớ là cái hướng đầu gối của các bạn phải hơi mở ra và mở theo hướng mũi chân nha. Như vậy thì các bạn mới có thể tạo thành một cái góc lý tưởng để cái lực rơi xuống cái phần mông của các bạn. Thì khi đó các bạn tập cái bài squat, các bạn mới vô phần cơ mông của các bạn được nhiều hơn được. Cố gắng hít thở đều. Đó, bài tập này cơ bụng của các bạn cũng sẽ gồng rất là nhiều. Và đó, đây là cách giúp các bạn làm mỏng bụng rất là tốt. Ngừng. Rồi, hít thở. 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 Chuẩn bị. Vô. 5 phút còn lại. 3, 2, 1. Vào. Đúng rồi, quăng tạ lên. Tốt, xuống hít vào. Lên, thở ra. Đúng rồi, cứ đều đặn như vậy. Dùng cái phần cơ bụng quăng mạnh lên nữa em. Xuống hít vào, quăng mạnh lên. Lấy đều, quăng với một tốc độ nhanh. Khi các bạn quăng cái tốc độ nhanh, điều gì sẽ xảy ra? Cái cơ bụng của các bạn nó sẽ có cơ chế giống như dây chằng. Nó sẽ hãm lực lại. Và nó sẽ làm tác động một cái lực căng vô cái phần cơ bụng của các bạn nhiều hơn. Và đó là lý do mà các bạn cần quăng với một cái tốc độ nhanh hơn. Bài tập sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Cố gắng nha. Ngừng. Rồi, thả thả xuống. Rồi, tiếp theo nhảy jumping jack. Sau đó là bật cao nha. 3, 2, 1. Vào. Tốt. Tốt. Giữ đều nhịp hít thở nha các bạn. Đây là lúc mà các bạn cần tập trung, bởi vì đây là nãy giờ là tập tới phút thứ 7 là các bạn bắt đầu sẽ cảm thấy rất là mệt và dễ dàng bị mất sức cũng như bị đuối. Ngừng. Ngừng. Rồi hít thở sâu vô các bạn để tránh bị hụt hơi, tránh bị mất sức nha. Thở đi, chúng ta còn tới 3 phút tập luyện nữa. Bài tiếp theo các bạn sẽ cầm tạ đơn bước lùi về sau, xéo chân để tác động vô cái phần cơ mông nhiều hơn. Vào. Đó, cường độ bài tập nó rất là dồn dập. Nên các bạn cố gắng điều khiển nhịp hít thở của các bạn. Hít thở thật sâu vô. Ở mỗi nhịp động tác lên xuống các bạn phải cố gắng hít thở thật tốt vô nha. Xuống hít vào, lên thở ra. Rồi nhớ ưỡn ngực lên, nhìn thẳng về phía trước, giữ lưng thẳng cho cái phần cơ bụng nó được tác động thật là nhiều vô. Đúng rồi. Rồi tập một xíu, vậy là các bạn đã bắt đầu mướt mồ hôi và đốt được một lượng calorie rất là lớn để làm mỏng bụng. Ngừng. Rồi nhớ nha, bụng mà các bạn mà dày nhiều mỡ quá là các bạn phải rót tập xiên để phía sau đi em, chạy khỏi vấp. Ừ. Rồi chuẩn bị vô, chạy nâng cao gối. Cái bài tập này là làm mỏng bụng rất là tốt. Vô, vào. Những cái bài tập chạy thể lực như thế này nó sẽ đốt được một cái lượng calorie rất là lớn. Đối với điều gì? Đối với những bạn mà có cái trọng lượng thừa rơi vào khoảng tầm 10 tới 20kg hoặc là dư 5 đến 7kg mỡ. Bởi vì sao? Bởi vì chân của các bạn sẽ phải nâng một cái trọng lượng cơ thể của các bạn. Đây, bạn nặng 45kg, bạn nâng 45kg, bạn nặng 50kg, bạn nâng 50kg. Càng chạy nâng cao gối, tốc độ cao và kéo cao gối
cơ mông đùi của các bạn sẽ mỏi rất là nhiều, bắp chân cũng mỏi rất là nhiều, nhưng đốt được một cái lượng calo rất lớn luôn, nên cố gắng tập nha. Hít thở ngừng. Ngừng, ngừng, hít thở sẽ rất là choáng, sẽ rất là mệt, nhưng mà các bạn hãy cố gắng vượt qua. Rồi bài cuối cùng, đẩy cao tạ đơn, squat xuống. Rồi, những cái bài squat tập vô mông đùi rất là tốt. Vào 45 giây cuối cùng, ráng lên em, xuống hít vào, lên thở ra. Đúng rồi, xuống hít vào, lên thở ra. Cứ đều đặn như thế nha. Rồi bài này á, mà nếu mà bạn muốn vô mông nhiều hơn, hay là nhanh chóng làm mỏng cái phần cơ bụng của các bạn nhiều hơn, thì các bạn tăng mức tạ lên nha. Nói vậy thôi, với việc bài này mà các bạn tăng mức tạ nó chưa bao giờ là dễ. Với bài này nếu mà tăng mức tạ, bởi vì sao, trọng lượng rất là lớn, không có dễ đâu. Trong cái tư thế mà tay bạn phải đẩy cao, nó sẽ tạo một lực dồn xuống cái phần cơ mông rất là nhiều đó. Khi đó cái trọng lượng nó sẽ nặng hơn cái mức 5kg. Ngừng. Rồi, hít thở, như vậy là rất là tốt. Các bạn vừa trải qua 10 phút làm mỏng bụng với cái cường độ bài tập nó không có nhẹ, nhưng mà bạn phải cố gắng, bạn tập trung theo. Khi mà bụng của bạn nó càng dày, mỡ xung quanh bụng của bạn nó càng dày, thì những cái bài tập như nãy giờ bạn tập, bạn vượt qua được là nào bạn tăng thêm cái phần trăm làm mỏng cái cơ bụng của các bạn rất là nhiều rồi đó. Cố gắng mà tập theo cho hết nha. Rồi, còn nếu mà bạn chưa đủ sức để tập theo những cái bài đó, thì cứ inbox fanpage đăng ký khóa học online của Rylon Fitness để có được các chương trình tập phù hợp hơn đối với sức của bạn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Rylon Fitness.